chào mọi người nha. Chào mấy cô chú nè, chào mấy chị nè, mấy anh nè, mấy em nè, và chào mấy bạn nữa nha. Chào mừng đến với kênh Tình Gia Vlog. Các bạn từng xem kênh Tình Gia Vlog chưa? Chắc chắn các bạn đã là thành viên của Tình Gia Vlog chưa? Nhớ là phải đăng ký kênh nè, yêu thích kênh nè nha mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game rất là hot chung với bạn mình. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Tình Gia Vlog. Mình là Thiên Duy YouTube bao nhiêu đây. Like together nha mọi người, mình đang chơi thì trò chơi là gì đây? Đường là đèn xanh đó, mình biết cái trò đó ghê. Yeah, đưa xe tốc độ hơn ghê. Mình trúng cái trò đèn xanh đèn đó là muốn cay cái mắt luôn á. Cái trò đó khó lắm. Từ từ chút nha mọi người. Mọi người thấy mình nhảy ghê chưa? Đó. Đó gì vậy? Đó, mình sẽ thắng trong cái đó là từ cho vlog nói nhạc với mình nha. Đó. Rồi đẹp mấy bạn, nếu bạn nào muốn chơi rồi té cái đùng luôn. Nếu các bạn nào muốn biết cái mẹo đi nhanh đó là các bạn phải đi đường tắt á. Không đi đường tắt cái rất kháng chịu nha, mình không có chắc đâu á. Xin lỗi, cái này là mình đang nhảy thục. Nhảy cái này á là không quan trọng hạng nha, miễn là các bạn có tới kịp không á vậy mới quan trọng nha. Cái này không quan trọng hạng nha, bạn hạng mấy cũng được, miễn là đừng có quá 24 mới được rồi. Xin lỗi, cái này á mình đang giỡn chút cho nên mình bị té nhiều á. Máy ba mình chưa không có êm cho nên xin lỗi nha. Sao rớt hoài vậy trời? Đúng thiệt là máy cùi chứ không có êm. Đây, đó ghi chưa. Cái này mấy bạn nhảy rớt cũng được, hoặc là không nhảy rớt nó cũng đi đường tắt cho bạn đến cái hố à. Sao đâu. Cái này là chưa có nhiều người chiến thắng cho nên mình chưa cần gấp đâu. Mình chưa nhảy, đó ghi chưa, mình hạng 16. Đó ghi chưa. Đây, giờ mình đứng mình nhảy coi. Nhưng mà không có đường nhảy, mình ngồi vậy. Đây đã chưa mọi người. Ngồi cái. Cái này vui vẻ mà hi hi. Hoặc là buồn bã hay là giận dữ có luôn. Hay nặng nè. Thôi ngồi dậy chút. Cho vui vẻ. Che mén. Cho vui vẻ che mén thôi nha mọi người. Ủa. Xin lỗi, cái này là một muội. Mình đang quánh nằm đó. Mình thích đánh ngồi thôi. Mình đang hỏi kiến muội. Muội ơi, muội thích đánh nằm hay đánh ngồi? Nằm. Nằm hả? Bộ xếp đánh nằm thì cho nằm luôn. Đây là ý kiến của muội nha, mình không có khách sáo gì đâu nha mọi người. Các bạn nào thích ý kiến ngồi thì nói với muội á. Chứ mình không biết nha, cái đây là ý kiến của muội. Ôi trời ơi trời, cuốn vừa ở sai mình ghét cái trò này ghê luôn. Cái trò này muội đang chơi giùm mình nha. Để muội chơi đi. Mình sẽ...
Mọi người nhớ đăng ký kênh Tình Trai Vlog nha. Và nhớ ủng hộ kênh Tình Trai Vlog 100 triệu người đăng ký nha. Trời ơi, 100 triệu người luôn. Một người kiếm đỏ con mắt luôn, 100 triệu người hết hồn. Người ủng hộ hai cái con mình nha, hai cái con để mình để mai mốt lên được tiền nhiều. Để mình có tiền mình làm đồ thiện mọi người ơi, mà có tiền lo cho con mình nè. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá xem video của hai đứa con mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Gì vậy? Trời, bye bye mọi người, cái họ cười hoài luôn. Thôi, bye bye mọi người nha. Bye bye. Để giúp cái gì vậy trời? Thôi, lại bye bye này.